thì mình ngừng ở đây 30 phút rồi mình tiếp tục mình đi tiếp. Thì cuộc đời của tài xế ở bên đây khác với Việt Nam là ở chỗ là hiện tại mỗi một ngày thì một cái máy móc toàn dùng tới điện toán everything here rồi trở thành ít nói chuyện, không có gặp mặt ai, không nói chuyện được với ai hết. Thì muốn cái gì đó thì chỉ click click vô đây vài ba cái rồi gửi về cho hãng biết là mình về như thế nào, nhưng mà mình cũng không cần cho họ biết, họ đã biết mình rồi. Thì cái vấn đề là mình như là cái máy vậy thôi, là mình chạy rồi rồi khi nào mình ngừng thì họ biết là tại sao mình không chạy. Thì đó là vấn đề nữa. Vì thế mà xem như ở đây một người tài xế mà chấp nhận sống trên nghề tài xế thì hầu như là đối với tôi thì lý do họ gọi tôi là slum dog là vì lực của Canada cho tôi chạy cho mỗi người chạy 16 tiếng và ngủ 8 tiếng, thì tay da trắng nó thường thường nó làm chỉ làm có 8 tiếng rồi nó ngủ 16 tiếng. Thì trong 16 tiếng nó đi chơi hay là làm gì đó thì đó là cuộc đời của họ, họ cảm thấy là như vậy. Còn lúc mà mình tị nạn sang đây thì mình cần có tiền rồi mình cần củng cố một gia đình, thì ngược lại thì cái về cái cuộc sống mà để hưởng thụ hay là để một cái dùng cho nó nhẹ nhàng một chút xíu á, thì tôi lại bị mất đi là tôi làm 16 tiếng và tôi nghỉ 8 tiếng, mà suốt trong mấy chục năm như thế này cho đến những ngày gần đây thì tôi làm ít lại, nhưng ít lại đó tôi vẫn có nhiều đối với những người da trắng ở đây, những người sống ở đây. Thì những người ở đây họ chỉ cần họ làm bao nhiêu tiền đủ rồi họ nghĩ là họ làm đến ngày họ chết thôi. Rồi mình thì đã từng đi qua những sống những lúc mà chiến tranh rồi vượt biên rồi sang đây thì thấy mà mình không muốn phí phạm một cái thời gian nào hết. Rồi thì vì thế mà ngược lại hỏi cái người sống ở đây ở Việt Nam thì đi nơi này rồi muốn nghỉ đâu nghỉ rồi phải có thêm vợ nhỏ để lo ăn lo uống, thì ở đây thì tôi hầu như là nếu mà mình nghỉ chạy thì mình vô trong trong này nó có nhà hàng, nó có fast food, nó có mặt đó nò, nó có như vậy đó, thì mình chỉ ăn uống từ đây thôi. Rồi đưa đến sức khỏe thì hầu hết những người như tôi hiện tại thì tôi sức khỏe còn tốt hơn là những người da trắng ở đây. Da trắng ở đây hầu hết là ngủ trên xe giống như tôi như thế này, nhưng mà họ ngủ nhiều quá rồi họ gọi là sleep disorder, tức là họ đôi khi ngủ nhiều quá rồi Stop quay qua rotation 2,160,000 lên chưa chạy nữa thì đã buồn ngủ nữa, bị đưa đến tai nạn nữa. slash Grampton has been Rồi updated. Additional info has been changed on stock 2,168,220 CN slash Brampton. Next available time and location has been updated. ngược lại thì đối với tôi thì vì cuộc sống gia đình thì con cái thì hầu như là nó lật lạc đi, nó hầu như là không có khăng khít so với những người làm trên ngành khác. Họ làm 8 tiếng ở ngoài hãng, họ về rồi gia đình họ có những buổi ăn tối với nhau hình như ngày nào cũng như thế, rồi họ có cơ hội gặp lại con cái. Thì đối với tôi thì suốt mấy mươi năm nay thì hầu như là chỉ gặp ở những ngày nào mà tôi nghỉ. Thì thế mà hỏi lại thì coi như là mình phải hy sinh cái hạnh phúc gia đình để mà đánh đổi một cái nghề nghiệp, thì hỏi có đáng hay không. Thì cho tới giờ này thì tôi cũng không biết là đáng hay không nữa, tùy người họ có sự quyết định, có sự chọn lựa đó. Rồi nhưng ngược lại thì về vấn đề vật chất thì
đối với tôi thì so với những người khác thì tôi thành công hơn những người khác về mặt vật chất. Thì nó là như vậy, thì tùy theo mình, tùy theo người. Nhưng mà luật lệ thì hiện tại nói sơ về vấn đề tại sao không nên mua xe mà để chạy, là hầu như ở ở Canada với Mỹ thì mình không thể nào tự động làm một mình được hết, là vì mình phải hợp đồng với hãng, để hãng thứ nhất là về lộ trình có bao nhiêu tiểu bang Mỹ mình đi qua, từ đây qua tới tới Cali thì mình phải qua ít nhất là 10 tiểu bang, thì đều phải có lực, phải có giấy phép từng tiểu bang một. Vì thế mà mỗi tiểu bang vậy mình xin phép mình phải tốn tiền, rồi làm sao mà sắp đặt được có hàng lấy từ bên bển về trở ngược về đây. Thì trước trước khi mà internet nó ra đời thì dạo đó thì có thể làm ra tiền, là vì có một người vợ ngồi bên cạnh lo liên lạc, để phone những cái hãng mà nó cần, thì nó đều đăng lên trên một cái đài riêng của đài xe truck riêng, thì để mình chỉ ngừng lại những nơi thế này này, rồi mình chỉ xem TV nó, rồi mình phải liên lạc để mà nơi đó để mình xuống hàng, rồi ở gần đó mình để lấy hàng mình trở ngược về. Thì lúc đó đó làm rất là nhiều tiền. Khi có internet lên rồi thì không làm được nữa, là hầu hết những hãng lớn nó nắm hết rồi, là những cái gì họ liên lạc với nhau, internet quá dễ dàng, nó chỉ click click vào ba cái thì họ đã xong chuyện rồi, thì họ đã có hợp đồng rồi, thì thế mình phải dựa vào họ để mình làm, chứ mình không thể làm một mình được hết. Thì họ trả tiền thì xem như là hiện tại cách đây 30 năm về trước là 29 cent cho mỗi một lít dầu, mà trả là 60 cent cho mỗi một cây số chạy. Thì một lít dầu vậy chỉ chạy được có 3 cây số trung bình. Thì hiện tại thì nó trả là 1 đồng cho mỗi một cây số chạy. Thì tức là đổ 1 lít dầu thì làm được 3 đô. Thì hiện tại 1 lít dầu hiện tại là 1 đồng 50, 1 đồng 50, 55, 1 đồng 60 1 lít dầu. Thì tính ra nó cũng không trên là bao nhiêu, cũng còn lại sau khi chạy 3 cây số thì cũng được còn 1 đồng rưỡi. Thì ở 20 năm về trước, nhưng mà chiếc xe này thì trị giá ngày trước có 90 ngàn thôi, hiện tại là 140 ngàn, 150 ngàn. Rồi tiền bảo trì của nó đắt hơn, rồi ngày xưa gian lận được về vấn đề mà lực trình chạy, còn bây giờ thì không. Sau khi mà September 11, 2001, sau khi mà bị cái World Trade nó bị terrorist đó, thì những lực lệ qua lại biên giới rất là khó khăn rồi. Thêm một cái nữa là mình ở bên Mỹ nó có những cái nơi mà nó gọi là Indian Reserve, là những cái khu mà của dân da đỏ, thì mình vào đó mình đổ xăng ở đó thì cái nơi đó thì nó không đánh thuế. Thì cái thuế trên cái gì, thế mà một lít dầu thay vì 29 cent thì mình trả hình như có 19 cent khoảng đó, lúc đó tôi trả khoảng 19 cent thôi. Đó thì đó là cũng là hình thức gian lận, nhưng mà không bị truy tố, không bị kiểm soát rất cao. Nhưng hiện mỗi một ngày thì mỗi một cái sự một cái cách làm việc thì nó mỗi một ngày nó một cái gắt cao hơn, là để tránh tình trạng gian lận như tài xế như thế này. Cũng có gian lận, nơi nào cũng có gian lận, làm nghề gì cũng có gian lận của nó hết. Thì thì thật sự mình gian lận thì tốt cho mình, rồi ngược lại là không tốt cho người khác. đã nói tới gian lận thì phải có một người bị thiệt thòi, đó là vấn đề. Thì thực sự đối với tôi tới ngày hôm nay thì tôi cảm thấy là mình đã đủ rồi, rồi mình để nhường lại cho những người sau này tiếp nối, và những người trẻ thì nên rút tỉa nhiều một số kinh nghiệm. Mà hầu hết là tôi biết những người Ấn Độ ở đây, những đứa trẻ Ấn Độ lớn lên thì không biết họ phản ánh như thế nào, mà người này với người kia thì họ phản ánh cả một cộng đồng, mà
cho rằng lên nghề này sẽ làm giàu lắm, như thế nào đó, rồi họ lên, rồi nhưng mà họ cũng gian lận, rồi họ bị bắt, rồi họ bị phạt, rồi họ bỏ nghề. Nó something is there, is, tại vì mình ăn gian được một lần thôi chứ mình không ăn gian được cả cuộc đời. Thì ở đâu nó cũng phải có luật lệ của nó hết, mình phải chấp hành về luật lệ. Rồi ở đây cũng vậy, Việt Nam cũng vậy, có hai bộ luật. Một là hậu sự, bên đây gọi là civil. Rồi một cái hình sự là criminal. Thì khi mà những cái ngày lái xe bị phạt trên xe, trên đường mà xe mình chạy quá tải, mình chạy quá vận tốc kia nọ đó là hậu sự, mình chỉ trả tiền phạt thôi. Mà khi mà cảnh sát hỏi mình giấy tờ mình không đưa ra là mình chống lại cảnh sát, rồi mình la lối cảnh sát là chống lại cảnh sát là bị hình sự. Hình sự là tù tới 2 năm. Thì sau khi bị tù rồi là đều có bản án. Thì bản án đó sẽ không qua lại biên giới được Mỹ trở lại được nữa. Là hết cuộc đời đó, từ khi bản án đó mình đã mang vô rồi là coi như suốt cuộc đời là mình không đi qua được tới Mỹ, mà mình cũng không qua được tới Anh Quốc, là vì tới phi trường là nó đã trả ngược trở về rồi, là vì có hồ sơ xấu. Vì thế mà ở đây thì dân ở đây nó dữ lắm chứ nó không có hiền. Nó đánh lộn là đánh nhau là chết thôi chứ không có còn sống nữa. Khi mà nó đánh lộn rất là nhanh thì nó dập cái đầu được một thằng bị ngã xuống đất, rồi là thằng kia là nó cứ lấy cái đầu nó dện xuống đất, xuống đá, cái này là chết rồi. Rồi nhiều khi nó giận quá thì thằng nào bên Mỹ cũng có súng trong xe đó. Vì thế mà nó dữ lắm, nhưng mà luật lệ thì nó dữ hơn, gắt gao hơn. Vì thế mà họ nhịn được, họ nhường nhịn được để qua lúc đó, là vì khi mà bị ở tù rồi là coi như nhà cửa bị mất hết, rồi đưa đến ly dị. Tại vì con vợ anh chỉ sống là nhờ vào đồng tiền của chồng làm ra thôi, mà chồng bị ở tù, chồng không làm được thì tôi lấy người khác, thì nó quá dễ dãi. Vì cuộc sống ở đây không phải là tại gia tòng phụ mà sức giá tòng phu, mà phu tử là tòng tử, không phải vậy đâu. Thì mình sống phải cho hợp lý, tại một người có một cuộc đời thôi, có một trái tim, một khối óc và một cuộc đời đó. Thì thế mà mình phải đắn đo về những chuyện làm của mình, tránh những nơi phiền phức, là tại vì mình lùi một bước thì cả thời gian này tươi sáng hơn, thì tại sao mình không lùi? Đó là vấn đề.